Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Thanh Nghị xuất kích quyết lấy số má với cánh miền Bắc. Có thể nói ông Nguyễn Thanh Nghị là bộ trưởng Bộ Xây dựng hăng hái nhất hiện nay. Nghị tỏ ra là một bộ trưởng trẻ, tài năng, dám làm. Từ khi nhậm chức bộ trưởng đến nay đã được 18 tháng, Nghị nhiều lần ra các quyết định làm nhiều lãnh đạo ở Sài Gòn và Hà Nội thấy nhột và có nguy cơ bị phanh phui ra sai phạm của họ. Mới đây, vụ hòa giải Thủ Thiêm bất thành, Nghị cũng cử người của Bộ Xây dựng tham gia cùng thuộc hạ của ông Tổng. Đây là ý định muốn dựa hơi ông lớn để xây dựng thế mạnh bằng đôi chân của mình, thay vì luôn cầu cứu bà Dũng dọn sẵn mâm cỗ cho ăn. Đây là hình ảnh Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Xuân Phúc. Trên Nguyễn Thanh Nghị thì có Phạm Minh Chính vững như bàn thạch, dưới có bà Dũng luôn vận động hành lang ủng hộ. Còn phía ông Tổng dường như không chấp cậu nhóc con trai của đối thủ làm gì, bởi Nguyễn Phú Trọng đang tập trung vào những đối thủ nặng ký hơn rất nhiều. Đó là những thanh củi gộc từ Bắc đến Nam ngày một nhiều. Với tư cách là một bộ trung bình trong chính phủ, hầu hết các đời bộ trưởng trước Nghị đều an phận thủ thường, ngồi hết nhiệm kỳ rồi kiếm thêm một suất nào đó cao hơn như Trịnh Đình Dũng hoặc về vườn vui thú điển viên. Tuy nhiên, Nghị thì lại khác. Nghị hiện nay đang muốn phá cái rớp của người tiền nhiệm. Nghị có tham vọng rất lớn chứ không an phận thủ thường như mọi người vẫn nghĩ. Mục đích của Nghị là ghế phó thủ tướng thường trực rồi ghế thủ tướng như bố của ông ta đã từng trải qua. Ít nhất Nghị phải bằng bố mình chứ thua thì người đời sẽ cười chê. Ông bố Nguyễn Tấn Dũng thì không được học hành đến nơi đến chốn, nhưng Nghị thì lại khác. Nghị là tiến sĩ ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, tốt nghiệp tại Hoa Kỳ hẳn hoi, chứ không phải tay mờ. Vậy nên, Nghị càng phải nỗ lực mà muốn tiến thân thì phải làm lớn. Mới đây, Nghị đã cho thanh tra xây dựng lục lại những sai phạm đất đai từ thời ông Nguyễn Thế Thảo làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Ông Nguyễn Thế Thảo là người tiền nhiệm của Nguyễn Đức Chung, người Thảo tin cho rằng đây là hành động lấy số má với cánh miền Bắc lâu nay chẳng ưa gì cánh miền Nam. Đây là hình ảnh quyết đập cánh phía Bắc. Nghị cũng biết hễ thanh tra ra là sẽ lòi ra sai phạm. Từ vụ thanh tra đó, phía Nghị đã chỉ ra rằng có hàng chục dự án công trình được Sở Kế hoạch Kiến trúc điều chỉnh phù phép theo hướng nâng tầng, tăng mật độ xây dựng và hồ biến từ đất đơn chức năng thành đa chức năng, đất tải tùy tiện. Sau đó là Sở Xây dựng, Ủy ban Nhân dân cấp quận cấp phép xây dựng bừa bãi, buông lỏng quản lý xây dựng trong thời gian dài, góp phần băm nát quy hoạch tuyến đường Lê Văn Lương - Tố Hữu. Báo cáo thanh tra công bố công khai vào tháng 8 năm 2007, khi đó ông Nguyễn Thế Thảo được điều động từ vị trí Bí thư Thành ủy Bắc Ninh làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Tới cuối năm 2015, ông Thảo nghỉ công tác. Kết luận thanh tra số 39 của Bộ Xây dựng đã chỉ ra trong thời gian ông Nguyễn Thế Thảo làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có rất nhiều dự án công trình được điều chỉnh theo hướng chất tải, bất chấp quy định của pháp luật, sức chịu đựng của hạ tầng cơ sở. Kết luận thanh tra số 39 của thanh tra Bộ Xây dựng chỉ ra hàng loạt sai phạm trên tuyến đường Lê Văn Lương - Tố Hữu thời ông Nguyễn Thế Thảo giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khi đó. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn là chỗ dựa tốt cho Nguyễn Thanh Nghị. Như tờ báo Công Thương đã đưa tin, trong kết luận thanh tra số 39 của thanh tra Bộ Xây dựng vừa ban hành mới đây, hàng loạt sai phạm trong công tác điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt tại hầu hết các công trình thuộc khu vực này đã bị vạch rõ. Theo đó, các dự án được lập chấp thuận tổng mặt bằng phương án kiến trúc tỷ lệ 1/500 rồi điều chỉnh nhiều lần, tức là có dự án tới 5 lần điều chỉnh nhưng không được công bố công khai minh bạch, dẫn đến tổ chức cá nhân có trách nhiệm trong quản lý đô thị không biết để quản lý, giám sát, thực hiện theo quy định của luật xây dựng cũng như luật quy hoạch đô thị năm 2009. Trong đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã điều chỉnh sai quy hoạch, sai quy định pháp luật tổng số 56 đồ án, dự án, công trình được kiểm tra gồm 4 đồ án quy hoạch chi tiết, 16 lần điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết,
22 lần điều chỉnh bằng các văn bản chấp thuận. Như vậy là sai phạm đã lòi ra. Vấn đề là ai sẽ hỗ trợ Nghị xử lý những cá nhân này? Đấy là câu hỏi được đặt ra hiện nay. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Lê Khả Phiêu, ông Tổ nặn ra Phạm Minh Chính ngày nay. Nhiều bí mật đã lần lượt được sáng tỏ. Một con người giỏi kéo bè kết cánh, nắm lấy vị trí cao nhất thì sau đó sẽ là hàng loạt kẻ bất tài khác được đưa vào. Thế lực Thanh Hóa đang tung hoành ở Trung ương Đảng và Bộ Chính trị, bắt đầu từ ông Lê Khả Phiêu. Đây là một phần trong tài liệu mật mà chúng tôi nhận được. Liên tục trong nhiều nhiệm kỳ của Đại hội, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có nhiều cuộc chỉnh đốn. Trong hơn 20 năm, phải nhắc đến việc khởi động các công cuộc chỉnh đốn Đảng là từ khi ông Lê Khả Phiêu được bầu làm Tổng Bí thư thay cho ông Đỗ Mười. Ông Phiêu là một quân nhân, được cho là tương đối trong sạch. Ông không được học hành và năng lực trí tuệ cũng hạn chế. Tuy nhiên, ông được cho là người có tư cách. Chỉ khi làm nửa nhiệm kỳ thì năng lực yếu, nhưng ông đã để lại di sản rất xấu, kéo dài tới tận ngày nay. Đây là hình ảnh ông Lê Khả Phiêu, người đặt nền tảng cho thế lực Thanh Hóa. Thứ nhất là việc ông bàn giao quyền lực cho một người rất tệ để lãnh đạo Đảng và cũng là lãnh đạo đất nước 10 năm. Đó chính là ông Nông Đức Mạnh. Một nhân vật vừa ngu dốt, vừa bất tài, vừa nhu nhược và kém đạo đức. Thứ hai là việc Trung Quốc hóa của ông cùng với lực lượng mà ông tin tưởng trong việc đàm phán hiệp định biên giới được ký vào ngày 30 tháng 12 năm 1999, dẫn đến thua thiệt trong việc phân chia biên giới và ảnh hưởng của Trung Quốc ngày càng lớn ở Việt Nam. Thứ ba là quan điểm quân đội hóa của ông, sử dụng tối đa lực lượng mà ông tin tưởng cho tất cả các hoạt động theo dõi xã hội thay cho những cơ quan tổ chức được phân công chính quy và chuyên nghiệp. Chúng tôi sẽ đề cập tới khái niệm lực lượng của ông Phiêu trong phần phía sau. Thứ tư là Thanh Hóa hóa của ông, và ông cũng không thể kiểm soát được hậu quả của việc Thanh Hóa hóa này cho tới ngày hôm nay. Khái niệm hoa thanh táo hoặc là hoa thanh quế, hoa thanh ống vân vân lên ngôi, và dường như những người Thanh Hóa có năng lực, có trí tuệ, có tư cách thật sự đã cảm thấy xấu hổ vì hậu quả của xu thế Thanh Hóa xuất phát từ thời kỳ đó. Nói rõ thêm để thấy được vì sao Thanh Hóa hóa nó lại để lại hậu quả tới ngày hôm nay. Đây là hình ảnh ông Tô Huy Dứa, người để lại chức trưởng ban tổ chức trung ương cho đồng hương của mình, đó là ông Phạm Minh Chính. Sau khi ông Lê Khả Phiêu làm Tổng Bí thư, một số người Thanh Hóa đã lên ngôi cao như Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Di Niên, Bộ trưởng Lao động Nguyễn Thị Hằng, Bộ trưởng Nông nghiệp Lê Huy Ngọ, vân vân. Thấp hơn nhiều thì nhiều vô kể ở bất kỳ bộ, ban ngành, tổ chức nào, như ông Xuân ở Viettel là một ví dụ. Hai nhân vật này được nhắc lại là Phó Ban Văn hóa Tư tưởng Trung ương Phạm Quang Nghị và Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Tô Huy Dứa. Ông Nghị được đưa làm Bí thư Hà Nam, rồi quay về làm Bộ trưởng Văn hóa và khóa sau đó vào Bộ Chính trị, làm Bí thư Hà Nội hai khóa, và ai cũng biết ông Nghị đã làm được gì cho Hà Nội ngoài việc Hà Nội ngày càng nát hơn theo mọi nghĩa, từ quy hoạch, xây dựng, văn hóa cho đến tổ chức cán bộ. Nguyễn Văn Dương, nhân vật cầm đầu trong vụ án đánh bạc qua mạng ngàn tỷ liên quan đến Trung tướng Phan Văn Vĩnh và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, chính là con rể của ông Phạm Quang Nghị. Thất bại ở hai người con rể là Nguyễn Văn Dương và Bạch Ngọc Chiến. Ông còn cố cải cắm người con trai và hiện là Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn. Đây là hình ảnh Phạm Minh Chính và ông Tô Huy Dứa. Nhưng về tổ chức đã để lại hậu quả tan nát cho đất nước này chính là tạo ra con người ông Tô Huy Dứa. Bởi sau khi người Thanh Hóa này, tức là ông Dứa, nghỉ, thì ông Dứa đã để lại vị trí trưởng ban tổ chức trung ương cho một người đồng hương Thanh Hóa khác, là ông Phạm Minh Chính. Cũng theo tài liệu mật này tiết lộ, xin chia sẻ thêm, trước khi ông Chính đạt được vị trí cao sau này, ông Chính là thư ký cho Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam Hoàng Ngọc Nhất, một người Thanh Hóa, và ông Nhất đã bị cách chức vì liên quan đến vụ án trùm xã hội đen Trương Văn Cam, tức là Năm Cam. Vài dòng như vậy để thấy được việc ông Phạm Minh Chính có được như ngày hôm nay có công lao to lớn của những người đồng hương Thanh Hóa. Nhưng việc
được đưa ai lên, người ở đâu mà làm tốt thì đó là hồng phúc của dân tộc. Song có thật Việt Nam có được một người đứng đầu chính phủ thật sự vì dân, vì nước hay không? Và cũng xin phân tích ở phần sau chân dung Thủ tướng Việt Nam qua con mắt của cán bộ bảo vệ chính trị nội bộ. Được trích xuất theo tài liệu mật mà chúng tôi, tờ Thời báo.de vừa nhận được và sẽ công bố lần lượt để các bạn cùng biết.